tới nhà bà con của em rồi mời anh đi xin đồ nấu đồ ăn, mời anh đi vô với em. Đây. Em dắt anh qua cầu này, cầu khỉ anh ơi. Khỉ không phải cầu khỉ, cầu cây anh. Nghe cục cục á, mọc quá cầu, cầu này mọc quá trời luôn rồi. Cầu tre lắc lẻo nha. Không có sao đâu anh, đi được à? Không gì. Cầu tre lắc lẻo anh dắt em đi về, đi anh ơi, đi vô nhà. Vậy em anh cũng cũng bây giờ tới anh ơi, đi mời anh đi vô nhà mà. Nhà nhỏ em, bà con của em mà xin đồ nấu canh chua. Tại anh qua mà bất ngờ quá, em chưa có chuẩn bị anh. Dạ. Không có sao đâu thầy. Hôm nay đến thăm em anh cũng vui. Dạ. Dạ, để hai mình tìm hiểu nhau. Dạ. Đây là nhà của người em của em hả? Người em con em mà bà con. Dạ. Ủa Kha ơi Kha, ở dạ. Trời ổi quá trời, em leo em bẻ cho anh. Ổi anh ơi, trái ổi. Em leo bẻ cho anh ăn đi. Anh hả? Ừ. Em leo bẻ luôn. Anh thèm ổi, anh leo cái ổi bẻ cho anh ăn đi. Anh không sao đâu anh, ở dưới anh hứng cho. Ông đánh là em tương mặt luôn á. Ông đánh thì em anh lấy dầu cho em sức, không có sao. Không hướng khỉ nữa, khỉ không bằng em đâu. Leo bằng dép luôn cái nè. Ôi trời ơi, tháo cái dép xuống trời. Khỏi rồi, em quen rồi. Quá trời ổi luôn trời anh ơi. Anh lạc cái đút châm anh nha. Không có sao đâu. Lạc chúng anh ăn hết trơn rồi mà. Quá trời ổi luôn. Để anh ơi. Đây anh hứng đây. Ôi nó ngớt chung gỡ đầu rồi, nó ngớt chung đầu rồi. Nó rồi bãi rồi. Bự lắm anh ơi. Quá trời ổi luôn. Em ơi, em bẻ ổi em dọc coi anh với dùng cái con chờ. Vậy ơi. Đại ca của em. Đại ca Hà giống con gì leo. Đại ca. Giống con khỉ chú. Con khỉ lên đây. Con khỉ. Em ơi bao nhiêu đủ? Em ơi bao nhiêu đủ rồi? Xuống. Em ơi bao nhiêu đủ rồi, xuống đi. Anh đi đâu vậy? Nói chuyện với em tiếng đi anh. Ở nè. Để cho khi em bẻ ổ cho anh dùng xong em đi kiếm chủ đi trốn mất tiêu rồi. Bỏ nó ơi. Quá trời ổi quá trời ổi em ơi. Ủa nãy em dục có trúng anh không? Trúng sao trúng trúng cái lưng của anh chúng, muốn gãy cái xương mở bóp đúng. Thấy đâu. Chắc em trả thù anh hồi nãy anh dục anh dục cho em xuống cái đìa như đâu vậy. Đó, em tình cờ em dục trúng anh em đâu không phải trả thù gì đâu anh. Chủ quán quên. Chủ nhà ơi đâu rồi? Cái đâu mất tiêu rồi? Đi trong ấy rồi, vừa rồi. Bỏ nó ơi. Đâu rồi? Làm gì vậy? Trời, cầm cá mở cửa coi rồi đẹp. Chị ơi, mở cửa coi. Xài ngon anh ơi. Nè. Xài non à? Xài nè. Quá trời. Em thèm chua rồi, thấy anh em thèm chua rồi. Ăn đi. Ây dồi. Ngọt hay. Ây dồi, sao chua quá, chua quá. Ăn ủi, ăn xài rồi. Có bầu rồi hả? Em giống khỉ với căng, có miếng ngọt à. Khỉ này phá quá, khỉ này phá quá, ăn có người ta nửa trái chưa nửa trái kìa. Cái bị này sao nó mở cửa vô gì trời? Cô muốn mở không? Cái bị ăn hay lắm. Mời ăn xuống nhà, nhà mà con xà. Bẻ cái bông gì vậy? Bông lê lục bình. Bác cho nhà bà con của em rồi, mời em xin nhà. Dạ vậy. Xin lỗi nấu. Mà em không có được. Vừa ăn vừa nói. Mà em không có đồ nấu, anh gửi bất ngờ tình cờ anh qua mà xin đồ nấu. Không có sao đâu, không đến đây cũng là vui rồi. Cho em mượn nồi, mượn đồ nấu luôn nha. Em. Dạ chị. Mới có người yêu nữa rồi chị à. Mới có người yêu. Trời. Có người yêu nữa hay sao? Bây giờ mới có người yêu, bây giờ thèm chua rồi nè, ăn hết trái xài nữa. Ăn cái miệng nữa. Chứ chúng nhau mà thèm chua thôi, thấy đẹp quá mà thèm chua đó. Vậy à? Còn ông kia, phụ ba bốn ngoại không có thèm chua. Ông kia sao rồi? Ông kia không có bye bye rồi, đừng có nhắc tới nữa. Trời, có chồng mới đẹp nữa. Trời, ông này sao? Đẹp rồi, trẻ nữa. Rồi biết làm ăn nữa. Đó, hai vợ chồng thấy đi hái rau, hái ủ này cái nọ đó. Hái được rau nè, cái này nè.
trái giác, trái lệch nè. Cũng đi tới mượn ha. Mượn nồ với mượn lò đi nấu. Đi đâu rồi? Sao dài ngày? Sao á? Bây giờ mời mời mọi người vô nhà không? Vô nhà. Mời mọi người vô nhà. Đi nấu. Ok. Ủa, có cá ở đâu vậy chị Kha? Dạ cá người bà con của chị mua chị không là bạn chị lợi tình cờ mà chị thủ chứ có kịp, bây giờ qua nhà bà con chị xin đồ nó ăn rồi mượn đồ luôn đó. Giờ nó ăn tại đây luôn hả? Này, nó ăn tại giường Lè Đu, giường ở Đồng Đu á. Hôm nay anh qua anh tiếp làm cá em nha. Dạ, tiếp làm cá em đi, để em tiếp làm cá cho em. Dạ. Tiếp làm cho sạch sạch anh nghe. Anh yên tâm. Chị thấy người này đảm đang không chị? Người này chị thấy đảm đang mà chưa đón được, chưa có đảm đang. Anh Khánh thấy đảm đang rồi, bây giờ đảm đang được ngày cũng đi tới nhà cũng chưa có đảm đang. Chừng nào chị đi tìm hiểu tới nhà mới chị nó dám nói đảm đang. Đó, chị tìm hiểu từ từ quen nhau đâu phải một ngày một đêm quen nhau được đâu Tướng. Rồi phải một tháng nửa tháng tìm hiểu, 2 năm 3 năm mới chưa có cưới nhau được nữa, tìm hiểu sao mới được đó Tướng. Chị tìm hiểu mà thấy chị thấy người này được. Tôi trẻ đẹp nữa. Rất là giỏi. Giỏi nữa, không có hôi vụ nữa. Còn ông Khánh hôi vụ không rồi. Đó, chị chị có chồng cá rồi, bây giờ cho anh Khánh dòm đi ai đẹp ai xấu. Đó. Ôi em thấy chị thấy em nào nhai cái gì ngọt ngọt vậy, nhai ủi gì vậy. Cô vậy được rồi, anh đừng cắt khứa nhỏ quá anh ơi. Bự đó. Khứa bự. Khứa cái này đúng ra làm hai được rồi anh. Đó. Ừ. Cứ làm hai đi anh. Cô vậy làm hai đi anh. Đó, vậy đó. Vậy đó. Đó. Quay một em dạy anh nấu khô. Không. Nấu canh chua em dạy anh nữa. Anh biết nấu sẵn mà. Đó. Tôi nấu canh chua các khứa khác, nấu kho các khứa khác em. Rửa cho sạch, rửa muối nữa em. Đi mình đi nấu ở ngoài á. Quá. Mời chú ra. Mình tưởng tượng hai đứa mình là mới đám cưới đó, làm đồ đám cưới đó. Đi gạo nhiều có gạo cần có gạo cần hộp bẻ nấu chua một nắm đi. Em này ra luôn nha. Đúng là hàng xóm của chị Mộng Kha thiệt. Chị Mộng Kha xinh nha, con mơ luôn hả? Này em là con của chị. Bà con cũng cậu ruột của chị. Tha hộp thương chị lắm. Thương lắm hả? Thương lắm. Cái gì chị cho tiền cái gì rồi đó, chị đâu có tiền đó. Ừ. Ở đây có rau cần mà mình bẻ nấu canh chua. Rau này ta ăn với cá mà. Cá nấu chua cũng được vậy. Nấu canh chua cũng được mà rau kia nấu canh chua mới ngon. Vậy hả? Đây mình đi đây. Lò đâu. Cả nhà khi sau khi mà lại tới chỗ thấy rau đúng không anh Thanh? Đúng rồi quá tại tốt. Rau ngon lắm luôn á. Rất giỏi ha, biết lọc rau này kia để nấu canh chua cả nhà. Quá trời ngon, rau này tươi quá trời luôn nè. Trà non eo luôn cô ơi. Cái này mà được chấm cá kho cá gì á, quá trời ba cháy. Mình thôn quê mình có gì dùng nấy Phương ơi. Đó, chị nấu canh chua chị đấm muối ớt là xong rồi. Bữa nay anh nêu vô là đãi canh chua hả? Dạ, không ấy chị đãi đàng hoàng rồi, tại lại bất ngờ vậy không biết á. Lại bất ngờ về nhà bà con chị xin đồ nấu gia vị đồ cá đồ này cái nọ bà con chị mua sẵn rồi. Bây giờ cũng nấu. Nấu mình dùng Phương ơi. Và tình cờ chị mới gặp á, chị chưa có tranh thủ trước á Phương. Dạ. Chị đâu nấu nước trước khi chị nấu nước trước
có lúc trước nước sôi mới chị trùng để cá vô nước sôi cho dữ á, mới chị để cá vô, chị để gia vị này cái nọ để me rồi đó, dùng me hay gì á chị để vô nó con chua mau cưng ơi, chứ đâm muối ớt là dùng cơm được rồi. Sao anh đi qua lại không quay theo thì mình kia đẩy á nó cái chua vậy chị một kha đi đồng củi. Nè anh đi kiếm củi cho em nấu. Dạ anh yêu giỏi quá trời nhớ đi kiếm củi nhớ. Dạ. Cảm ơn anh nha. Đẩy cái này khô khô vô nè để cháy mau. Cảm giỏi quá trời. Cả nhà ơi anh yêu bữa nay siêu quá trời, anh yêu mới này siêu quá trời. Đây, đẩy củi vô đẩy đi bạn. Em chỉ ngồi dỗ thôi, phải làm gì đâu. Chỉ nấu canh thôi. Anh yêu của em đi lụm củi, đi kiếm củi. Đủ thứ hết trơn, hái rau cũng đi hái luôn. Này nấu chay nấu canh chua trái giá. Em nấu đi ngon hay vợ anh đều ăn hết á. Dạ. Tại mình phun quê dùng anh ơi. Bữa nay anh lại á. Tình cờ em cũng không có tranh thủ trước anh ơi. Có gì dùng nãy không anh? Không có sao đâu. Dạ. Biển sao đến đây là vui lắm, dạ. Gặp em là anh vui lắm rồi. Dạ. Tại sao anh lại báo cho em ha? Tại sao anh lại anh báo cho em biết trước. Dạ. Em chuẩn bị. Nó cháy nữa anh ơi. Cháy nữa hả? Cháy nữa. Để kiếm lá dừa anh ơi. Kiếm lá dừa chút đi. Để mình kiếm vô. Dạ. Nắm được rồi anh. Ừ, nắm được rồi. Đá gôm không nữa. Gôm đó cũng hột cà phê á cưng. Mà hột cái giác nó nhỏ hơn ha, không phải giống hột cà phê. Hột cà phê nó giống hột mà cây gì? Cái gì ở ngoài ta làm đám cưới đó, quán quán đám cưới hồi xưa. Cái đụng đỉnh. Cái đụng đỉnh đó đó. Hột cà phê giống đó đó. Có màu có gì giống đó, cái này hột này không phải. Hột này hơi mà ấy chút. Hơi hột cà phê nó hơi tròn. Cũng ba bốn màu với hột cà phê á. Có hột chín, có hột tươi, có hột chín gục. Hột chín gục nó ra nhân làm 2, làm 4, làm 4 vậy đó. Dạ. Yeah. Dạ. Còn cái này rau gì đó chị? Cái này rau cái này cây mà bông hoa lục bình. Lục bình và lục bình màu tím. Đó. Lục bình ha. Đó, có bài hát nữa. Màu tím và lục bình nè cơ. Cái này mà rau muống này cưng ơi, rau muống bây giờ hơi già già cưng ơi. Yeah. Tới tháng mưa mới non non ngon lắm cưng. Có rau cần nữa đúng không chị? Có rau cần, cái này rau cần này đúng ra là không phải nấu canh chua bằng rau cần này. Rau cần hơi rau cần gì? Chị? Rau cần tây hả? Rau cần kia. Rau cần nước, rau cần nước. Rau cần chúng ta xào với thịt chuột này cái nọ. Rau này người ta ăn chấm với me, đồ cá kho ngon lắm. Dạ, dạ. Cái này ăn sống. Đó chị cho nước sôi chị trụng vô. Để cho nước sôi chị trụng vô. Cái mặt chị đang trắng bây giờ ra chỗ ra nồi nước sôi chị trắng thêm nữa. Đó, ngon. Mà thôn quê chị có vậy thôi cưng ơi. Đó. Dạ. Cái trái giác này nấu canh dễ nấu không chị? Trái giác hả? Dễ nấu cưng ơi. Trái giác hồi xưa cha mẹ chị hồi đó châu đâu có me có gì đâu cưng. Có khi nuôi con mẹ mình nấu con mẹ mới ngon nữa, ngon hơn trái giác nữa, ngon hơn me nữa. Đâu, hôm nay đó. Chị hướng dẫn cho bà con đó. Cách nấu trái giác, có nhiều dạ. Người chưa từng nấu cái trái này luôn. Trái giác á, trước khi nước cho nước sôi dữ, chị trụng có khi có lược á cưng, có lược trụng, bây giờ chị không có lược. Có hột trong đó, hột nhỏ, mình trụng không kỹ á, mình ăn vô thì nó hơi có hột trong đó, hơi cái gì đó. Hơi, hột nhỏ xíu à, giống hột ớt vậy đó. Rồi hôm nay là muốn tách cái hột đó là làm sao? Tách hột này chỉ có mà lược á, được chị trụng ra. Ơi này không có lược thì ra trong thôn quê chị mà chị làm gì cũng được rồi cưng. Đó. À, chà bỏ vô thơm nó chết, còn rồi rớt ra đó. Cái trái này rớt ra cưng ơi. Rớt ra tôi cái trái này nó còn nhiều, nó còn lạ lẫm với nhiều người lắm. Tại Sài Gòn. Này màu cũng đẹp nó cưng ơi. Đẹp không? Bây giờ ba màu hồi đó chị nấu á, chị nấu mà trái chín chín không à, mà nó hơi đậm. Bây giờ chị nấu hơi lượt cưng ơi. Giờ màu bây giờ lượt rồi đó. Đó. Hồi nó ra màu hả chị? Hồi ra màu chị trụng chút nữa mới ra màu cưng ơi. Dạ. Cho chín nó trái á. Cái này chị nấu cho để cho chín trái rồi chị vớt ra, trụng để vô. Rồi cho nước sôi chút rồi chị để cá vô, để gia vị vô, vớt bột.
thì nấu đó thì nó cần cái gia vị là nước mắm, đường, bột ngọt. Nước mắm, đường, bột ngọt cũng bình thường cân á. Có điều là mình không xài me thôi đúng không chị? Không xài me. Lại có trái giác rồi cưng, nó trái giác nó ăn nó lạ hơn cưng. Ăn trái giác nó có mùi thơm mất cưng. Hồi xưa cha mẹ chỉ làm gì không à? Không có đâu, hồi đó đâu có me có gì đâu cưng ấy. Rồi có chỉ cho anh yêu để mà nấu canh chưa? Dạ. Anh yêu biết nấu chưa, qua gọi cái bên cho ấy. Dạ. Rồi anh yêu này. Rồi cách nấu cái củ trái giác này là nấu sao này, em? À, trước khi em nấu nè, em để trái giác nước sôi em để trái giác vô. Rồi vớt vô tô trộn lại. Chút nữa trái giác chín rồi. Để cho chín chút. Đó. Anh hiểu rồi. Dạ. Có khi người ta nấu mà khô cũng ngon lắm. Khô có lù đù này cái nỏ ngon lắm cơ. Chủng lửa ra dừa anh ơi. Đó. Rồi, chị em để chín rồi em để vô. Nè. Dạ, chủng lửa cho em nấu. Dạ, chủng lửa. Cũng vừa vừa. Mấy màu xanh bỏ vô giờ nó ra màu màu. Dạ. Đó. Như là có màu đó cưng ơi, đó. Chị chưa chủng nó có màu đó cơ. Màu mà trái đỏ đỏ, trái chín nó ra màu đó cơ. Đó. Màu đẹp không? Đẹp quá trời luôn. Đó. Chị làm nghe màu tím tím hả chị? Ừ, màu tím. Rồi anh yêu của chị Mông Kha có từng ăn trái này lần nào chưa? Lần đầu tiên luôn á. Hồi nãy đi hái với chị, hồi nãy ăn rồi đó, chị la đừng có ăn. Nó ngứa lắm. Ngứa, không biết á. Lần đầu tiên thấy ngon á. Thấy ngon lắm, giống trái mà nho. Giống trái nho vậy á. Mà thấy ngon á. Trái đung đỉnh không gì mà nó hột bự hơn, cứng hơn. Chắc ở nhà em nấu món này thường xuyên không? Em hả? Ừ. Lâu lâu em nấu nào. Em ít có mua me mua gì lắm. Em đi hái không hả? Hái rau đồng không hả? Ít có mua. Người ta nói mình hồi xưa mình ăn rau đồng rau gì á, không có thuốc hay gì. Có thuốc hơn nữa. Dạ. Đâu có xịt thuốc. Bây giờ mình làm chủng không? Đó. Ở đây để mình chủng cho. Đó, mình chủng vô. Đồ nóng quá. Đó, em thật dạ, cho anh không lạnh đó. Em coi em đi. Nè. Đó, để vô. Đó. Nó không phải đâu. Giữ kỹ mới được. Này chua quá, chua lắm. Để anh chụm củi cho em đó. Dưa dưa được anh. Đỉnh ra. Rồi anh dùng đâm muối ớt cho em đi. Đó, đâm muối ớt cho em. Bữa nay em không có kho cá. Đâm muối ớt thôi. Rồi. Mình phải dầm nó ra gì hết chị? Dầm nó cơ. Ôi màu đẹp quá ha. Cái này màu tím hay màu hồng ta? Cái này màu tím cơ ngay. Cho anh vậy được rồi đó. Chúng ta chỉ cho chua chút nữa. Cho chua chút nữa dầm lần nữa đi. Rồi anh yêu làm gì đây? Mình sẽ đâm muối ớt. Mình sẽ đâm muối ớt nha mọi người. Rửa chén sạch anh. Đâm muối ớt để mình một hồi nữa mà ăn canh chua. Trời ơi, anh yêu của chị Mông Kha cũng giỏi quá ha, biết phụ này phụ kia nữa nè. Rồi, xong rồi đó. Trời ơi. Để đây. Chị vớt bọt ra. Đó. Chị để cá vô vớt bọt ra. Giờ là thấy con đoạn để cá vô hả chị? Để cá vô cưng ơi. Đó. Một con hả chị ạ? Một con thôi. Đây chị làm lẹ. Giờ để cá chị vớt bỏ. Bỏ rồi mới để gia vị vô. Đó xong rồi cưng. Chứ nào cá chín là để rau vô là xong hả chị? Chứ nào cá chín chị để rau vô. Nè anh đi kiếm củi cho em nấu. Dạ anh yêu giỏi quá trời á, đi kiếm củi nhé. Dạ, cảm ơn anh nha. Lại cái này khô vô nè để nó cháy mau. Khá giỏi quá trời. Cả nhà ơi, anh yêu bữa nay siêu quá trời, anh yêu mới này siêu quá trời. Đây để củi vô đây rồi. Em chỉ ngồi dỗ thôi, phải làm gì đâu, chỉ nấu canh thôi. Anh yêu của em đi lụm củi, đi kiếm củi,
đủ thứ hết trơn, hái rau củ hái luôn. Cái này nấu chay nấu canh chua cháy giá. Em nấu đi ngon hay vợ anh đều ăn hết á. Dạ. Tại mình phun bia dùng anh ơi. Bữa nay anh lại á. Tình cờ em cũng không có tranh thủ trước anh ơi. Có gì dùng nãy không anh? Không có sao đâu. Dạ. Vậy sao đến đây là vui lắm, gặp em là anh vui lắm rồi. Dạ. Lần sau anh lại báo cho em ha. À, lần sau anh lại anh báo cho em biết trước. Dạ. Em trình bày. Nó cháy nữa anh ơi. Nó cháy nữa hả? Cháy nữa. Để kiếm lá dừa anh ơi. Kiếm lá dừa chục cây. Để mình xuống xuống vô. Dạ. Nắm được rồi anh. Rồi nắm. Nắm dạ. Đã gom không rồi. Gom đó cũng hột cà phê hết hơn. Dạ. Mà hột trái giác nó nhỏ hơn ha, không phải giống hột cà phê. Hột cà phê nó giống hột mà cây gì? Cái gì ở ngoài ta làm đám cưới đó, quán quán đám cưới hồi xưa. Cái đụng đỉnh. Ờ cây đụng đỉnh đó đó. Ừ. Hột cà phê giống đó đó. Có màu có gì giống đó, cái này hột này không phải. Hột này hơi hơi mà ấy chút. Hơi hột cà phê nó hơi tròn. Ừ. Cũng ba bốn màu với hột cà phê á. Có hột chín, có hột tươi, có hột chín gục. Hột chín gục nó ra nhân làm 2, làm 4, làm 4 vậy đó. Dạ. Yeah. Dạ. Còn cái gì rau gì đó chị? Cái này rau cái này cây mà bông bông hoa lục bình. Lục bình và lục bình màu tím. Dạ. Lục bình ha. Dạ, có bài hát nữa. À. Màu tím và lục bình nè cưng. Cái này mà rau muống nè cưng ơi, rau muống bây giờ hơi già già cưng ơi. Dạ. Tới tháng 10 mới non non ngon lắm cưng. Như cái rau cần đó đúng không chị? Có rau cần, cái này rau cần này dạ. Đúng ra là không phải nấu canh chua bằng rau cần này. Rau cần hơi rau cần gì? Chị? Rau cần tây hả? Rau cần kia. Rau cần nước, rau cần nước. Rau cần chúng ta xào với thịt chuột này cái nọ. Rau này người ta ăn chấm với me đồ cá kho ngon lắm. Dạ. Dạ. Dạ, cái này ăn sống. Đó chị cho nước sôi chị trụng vô. Để cho nước sôi chị trụng vô. Cái mặt chị đang trắng bây giờ ra chỗ ra nồi nước sôi chị trắng thêm nữa. Đó, ngon. Mà thôn quê chị có vậy thôi cưng ơi. Đó. Dạ. Cái trái giác dạ. Này nấu canh dễ nấu không chị? À, trái giác hả? Ừ. Dễ nấu á cưng ơi. Trái giác hồi xưa cha mẹ chị hồi đó châu đâu có me có gì đâu cưng. Có khi nuôi con mẹ mình nấu con mẹ mới ngon nữa, ngon hơn trái giác nữa, ngon hơn me nữa. Đâu hôm nay đó. Chị hướng dẫn cho bà con đó. Cách nấu trái giác, có nhiều dạ. Người chưa từng nấu cái trái này luôn. Trái giác á, trước khi nước cho nước sôi dữ, chị trụng có khi có lược á cưng, có lược trụng, bây giờ chị không có lược. Có hột trong đó, hột nhỏ, mình trụng không kỹ á, mình ăn vô thì nó hơi có hột trong đó, hơi cái gì đó. Hột nhỏ xíu à, giống hột ớt vậy đó. Rồi hôm nay là muốn tách cái hột đó là làm sao? À, tách hột này chị có mà lược á, được chị trụng ra. Ơi này không có lược thì ra trong thôn quê chị mà chị làm gì cũng được rồi cưng. Đó. À, chà bỏ vô thơm nó chết rồi rớt ra. Đây đó, cái trái này rớt ra cưng ơi. Rớt ra. Cái trái này nó còn nhiều, nó còn lạ lẫm chứ nhiều người lắm. Tại tại Sài Gòn. Cái này màu cũng đẹp nó cưng ơi. Đẹp không? Bây giờ ba màu hồi đó chị nấu á, chị nấu mà trái chín chín không à, mà nó hơi đậm. Bây giờ chị nấu hơi lượt cưng ơi. Rồi màu bây giờ lượt rồi đó. Đó. À, hồi nó ra màu á chị. Ừ, hồi ra màu chị trụng chút nữa mới ra màu cưng ơi. Dạ. Cho chín nó trái á. Cái này chị nấu cho để cho chín trái rồi chị vớt ra, trụng để vô. Rồi cho nước sôi chúng rồi chị để cá vô, để gia vị vô, chất bột. Thì nấu đó thì nó cần cái gia vị là nước mắm, đường, bột ngọt. Nước mắm, đường, bột ngọt cũng bình thường cưng ấy. Có điều là mình không xài me thôi đúng không chị? Dạ, không xài me. Và lại có trái giác rồi cưng ơi. Nó trái giác nó ăn nó lạ hơn cưng. Ăn trái giác nó có mùi thơm á cưng. Hồi xưa cha mẹ chỉ làm gì không à. Yeah. Không có mà lúc đó hồi đó đâu có me có gì đâu cưng ấy. Rồi có chỉ cho anh yêu để mà nấu canh chưa? Dạ. Anh yêu biết nấu chưa qua ngồi cái bên coi. Dạ. Rồi anh yêu nè, rồi cách nấu cái trái giác này là nấu sao nè, em? Trước khi em nấu nè, em để trái giác nước sôi, em để trái giác vô, rồi vớt vô tô trụng lại. Chút nữa trái giác chín hơn. Để chín chút. Anh hiểu rồi. Có khi người ta nấu mà khô cũng ngon lắm, khô có lù đù này cái nọ ngon lắm. Trụng lửa nó vừa anh đó, rồi
chị em để chín em để vô nè. Dạ, chụm lửa cho em nấu. Dạ, ờ chụm lửa. Cũng vừa vậy. Màu xanh bỏ vô giờ nó ra màu màu. Dạ. Đó. Kiểu như là có màu đó cưng ơi, đó. Chị chưa chủng nó có màu đó cưng. Màu mà trái đỏ đỏ, trái chín nó ra màu đó cưng. Đó. Màu đẹp không? Đẹp quá trời đó. Chị làm màu tím tím hả chị? Ừ, màu tím. Rồi anh đi của chị Mông Kha có từng ăn trái này lần nào chưa? Lần đầu tiên luôn á. Hồi nãy đi hái với chị, hồi nãy ăn rồi đó, chị la đừng có ăn. Nó ngứa lắm. Ngứa, không biết á. Lần đầu tiên thấy ngon á. Thấy ngon lắm, giống trái mà nho. Giống trái nho vậy á. Mà thấy ngon á. Trái đung đỉnh không gì mà nó hột bự hơn, cứng hơn. Chắc ở nhà em nấu món này thường xuyên không? Em hả? Ừ. Lâu lâu em nấu nào. Em ít có mua me mua gì lắm. Em đi hái không hả? Hái dao đồng không hả? Ít có mua. Người ta nói mình hồi xưa mình ăn dao đồng ao gì đó. Không có thuốc hơn. Có thuốc hơn nữa. Dạ. Đâu có xịt thuốc. Bây giờ mình làm chụm không? Đó. Đây chụm hơn. Đó. Mình chụm vô. Đâu nóng quá. Em làm cho anh không lạnh đó. Em coi em đi. Nè. Đó. Để vô. Đó. Nó không phải đâu. Giữ kỹ mới được. Anh này chua quá, chua lắm. Để anh chụm củi cho em xem đó. Chưa vừa được anh. Rồi anh dùng đâm muối ớt cho em đi. Đó, đâm muối ớt cho em. Bữa nay em không có kho cá. Đâm muối ớt thôi. Rồi. Mình phải dầm nó ra gì hết chị? Dầm nó cơ. Ui màu đẹp quá ha. Cái này màu tím hay màu hồng ta? Cái này màu tím cơ ơi. Cho vậy được rồi đó. Chúng ta chỉ cho chua chút nữa. Cho chua chút nữa dùm lần nữa đi. Rồi anh yêu làm gì đây? Mình sẽ đâm muối ớt. Mình sẽ đâm muối ớt nha mọi người. Rửa chén sạch anh. Cái chén rửa sạch. Đâm muối ớt để mình một hồi nữa mà ăn canh chua. Trời ơi, anh yêu của chị Mông Kha cũng giỏi quá ha, biết phụ này phụ kia nữa nè. Rồi, rồi, xong rồi đó. Trời ơi. Để đây. Rồi. Chị dứt bọt ta. Đó. Chị thấy chị để cá vô dứt bọt ta. Giờ là thấy con đoạn để cá vô hả chị? Để cá vô cưng ơi. Đó. Một con hả chị ạ? Một con thôi. Để chị làm lẹ. Giờ để cá chị vớt bỏ. Bỏ rồi mới để gia vị vô. Đó xong rồi cưng. Chừng nào cá chín là để rau vô là xong hả chị? Chừng nào cá chín chị để rau vô. Sao lạ quá ha, khi mà mình để trái giác đó là vô á thì nước nó đổi màu luôn ha chị Kha ha. Tại trái giác nó có màu tím á cơ. Màu tím ha. Đây là chị cũng là thường xuyên ăn trái này hay sao? Chị thường xuyên dùng trái này mà cơ. Trái này hồi đó chị đi hái dùng không hả? Dạ, mà chắc bà con cô bác cũng giống như thành phố hay là đô thị hay là trong nước ngoài nước á, đôi khi bà con cô bác cũng không biết trái giác á, cũng có một số ít biết à, giống như em á, em cũng không biết là chị Kha ơi. Đây là lần đầu tiên đó. Đây là gỗ rau của chị Mông Kha nè cả nhà. Đây. Gỗ rau nè. Wow, quá trời đây. Thì sau khi mà trái giác á, mà lấy nước ra rồi đó, nước chua ra rồi đó, vẫn còn rất là nhiều ha. Tại vì nếu mà lấy hết á, chua lắm, ăn không được ha cả nhà. Đó. Bây giờ thì tới giai đoạn. Ủa nó cái nãy đâu rồi cơm? Đưa nó cho chị á. Đây là đầm muối nè anh ạ. Đầm muối. Chai đầm muối này cả nhà, thì để chuẩn bị chút xíu là sẽ ăn canh chua với trái giác nè. Thì nói chung là rau, nhiều loại rau lắm, rau cần và rau muống, bông lục bình luôn cả nhà. Hôm nay anh trai xuống nhà chị Mông Kha vui không? Vui quá trời vui luôn, được gặp Mông Kha ở ngoài hôm nay thấy trên YouTube không à. Hôm nay mà được lại tới nhà Mông Kha anh thấy rất vui.
được gặp em ở ngoài bằng xương bằng thịt. Dạ, em cũng rất vui nữa anh ơi. Bữa nay anh tình cờ dạ, chờ đó, đâu đó, khỏi em. Đãi anh đừng có buồn em nha. Không không có buồn đâu, được gì ăn đấy à, không có buồn đâu. Này nhà của bà con của em anh. Không có sao đâu, không có sao đâu. Qua bà con mượn nồi, mượn cái gia vị đủ thứ hết trơn, cá cũng mua sẵn cho chị luôn. À, bà con em cũng như bà con anh thôi. Cái nước sôi, sôi chị để gia vị vô được. Ớt này là cay lắm á, mấy cái luôn á. Ủa, mỗi ngày á mình nấu ở nhà á chị Kha, sao bữa nay mình qua tới đây là nấu bếp củi? Biết làm sao không? Chị nấu ở nhà chạy chị không có không có cá có gì tình cờ mà người sẵn nhỏ bà con với chị á đi qua đây nhà có mua cá sẵn rồi chị qua đi dẫn cho vui luôn cơ. Dạ. Dẫn cho mà quen biết bà con này cái nọ chứ không tức là dẫn người mới chị mới quen thì dẫn qua đây qua nhà bà con luôn. Cho em biết nhà cũng giống như là để cho người ta biết chị hiện tại giờ cũng có người này người anh đang qua đi chơi hả chị Kha? Dạ, dạ, dạ. Đó chị để nước mắm vô một chút dạ. Rồi được rồi để nước mắm chút để biết sao để nước mắm không cơ? Sao vậy? Để nước mắm mới cho thơm đó cơ. Đó để chút được rồi cho thơm rồi mới để muối chút. Dạ. Để nước mắm mới thơm lắm. Kha ăn bầm bầm cao thơm cho em rồi đó. Dạ dạ. Trời ơi, quá giỏi luôn cả nhà. Dạ. Rồi lửa tắt hay gì kia của Kha yếu rồi kìa. Chị thấy nha, củi như đủ nấu không? Đó, đủ luôn tương ơi, vừa đó. Sôi rồi. Kha đủ củi không? Đi kiếm củi thêm. Đủ anh ơi, vừa dạ. Đủ rồi, sôi rồi. Đó, để muối chút. Rồi, bắt đầu chị để đường. Chị để đường ít thôi. Đúng ra có nấu con chua bán cơm sườn này cái nọ cơ, nó hơi ngọt chút. Mà nấu con chua bán cơm sườn này cái nọ có khóm, có đậu bắp, có mà có bắp cải, có đủ thứ hết trơn ngon lắm cơ. Hồi đó chị đi thành phố. Chị đi thành phố hồi đó. Lâu rồi mấy chục năm đi thành phố ra theo mà người chị của chị á đi lên đó. Đi mấy ngày chị không biết làm cái gì. Rồi xôi rồi. Củ vô thêm đây. Để thêm. Chắc củ bao nhiêu chắc đủ cho anh đi kiếm thôi. Thêm được thêm củ. Cho xôi mình để gia vị vô rồi xong rồi này. Chị để ra. Xôi rồi chị để gao vô là được rồi tôi. Chị để gao vô. Quá. Chị là cá này là chín rồi đúng không chị? Cá chín rồi tôi ơi. Chị để gao vô là nhắc xuống. Anh ơi kiếm người dẻ cho em anh. Không không, còn rau thơm nữa nè. Ừ, để xuống mà. Rau sao chắc anh trai rồi. Đó, đó được rồi đó. Mau lắm chị làm nấu mà. Cái gì vậy? Đồ lăng à? Quá ngon này cả nhà. Rồi chị nhắc xuống. Hả? Nhanh vậy? Nhanh lắm tôi ơi. Rau nhanh lắm. Rau, nói chung là rau quậy cái là nó chín hả? Ừ, rau quậy cái chín. Rồi. Còn cái giác nữa. Nó dính vô đây. Không sao. Ê nè. Dạ. Đụng ngứa cái bà nội. Dạ, dạ. Ê nè. Dạ dạ dạ. Không sao. Nó ở trong đau quá. Rồi. Để vô ấy vô cơ. Đó, để rau thơm vô. Đây. À, để vô luôn. Đó. Ồ. Giờ vô mình trong muỗng mà. Đó, vô mà. Chị Hạnh ơi, chị dưỡng vậy. Thử dưỡng vậy. Ớt coi ớt luôn, sắc ớt ba trái luôn con ơi. Để ớt luôn. Sắc ớt vô đó luôn. Đó. Đó chị nè. Ở đây. Ngon chưa chị? Quá trời ngon mà chị ơi. Quá trời ngon, hẳn ngọt không hết ngon. Quá trời ngon. Đó. Để này chung. Cũng ra em xào mà tỏ chị vô này khỏi. Cháy nhá khỏi. Đó. Đi được rồi. Còn thiếu gì không?
Còn thiếu gì không? Chị ơi, qua đây thử nồi canh của chị Kha coi. Cái nào mà cũng ngon. Vừa vừa không có chị ơi, chị thử coi. Dầm dầm không hết hay gì á mà cũng ngon. Ngon lắm. Mè hả? Ờ. Đâu có chị giá. Nấu cháy giá hả? Để cháy giá là ngon, có cháy giá bự bự. Mua ba cũng ngon tại mình chấm dưa chấm dưa ấy á. À, ngon rồi ngon. Nấu chưa có tính cháy giá của nè, bởi vì không có cháy giá còn bún ngòi. Dạ. Ừ. Rồi. Được chưa? Dầm thêm nữa đi. Lạc mà. À, ấy á. Tự nó ấy á. Chờ chờ cháy giá chưa chua mới ngon. Nó đậm quá. Giá bẻ đâu bóng ngờ vậy? Bẻ ở trên kia. Trên kia trên nào? Trên tay kia. Vậy là chị Kha thì sợ chua quá cả nhà, chứ không phải là ngon hay là không ngon, nhưng mà chị Kha sợ chua quá. Thì chị thì cũng thử miếng thì thấy nó thiếu chua, thì cho nên là dầm trái giá thêm. Dạ. Quá trời cái giá. Đừng có cho ra hột rồi không được. Ra hột phải ăn kỹ lắm. Cái hộp ta cũng nói gì đâu, cái gì vậy? Cái gì? Ủa, đốt quá chứ, ta khét hết chứ không được. Trời ơi, trời ơi. Bạn trai có nhiều khoa thôi, nóng tính á. Bạn trai này muốn đốt vợ luôn cái gì. Đốt về vừa được. Ừ, mình nấu chảo đây, hồi mình cút ra đó anh dọn cơm đây, em chiên cả là chị Hồng Kha mới quen bữa nay hả? Chị nấu mới quen bữa nay làm quen lâu chưa sao em không hay gì mới quen hả? Tình cỡ mới quen bởi vì chưa có đồ ăn qua nhà cưng xin đồ ăn nè, nấu ăn nè, chưa chị chưa đi bán vé số rồi chưa có chuẩn bị á, mới quen vậy có bực có gì chưa? Chưa có bực mà thèm chua rồi, thấy đẹp quá. Và chị Kha được khá gì chiên nè? Cá khô, cá thi. Ôi ôi à, đây là chị bạn của chị cho luôn hả? Rồi. Ôi ôi quá trời luôn rồi. Rồi. Nè. Quá ngon luôn. Có nhiều rồi. Quá trời nhiều. Chưa. Đưa cái mượn cái đó nó sẹo luôn. Sợ sợ. Có đũa đây, đũa đây. Đây đũa kìa, trong nhà đây. Đũa trong nhà. Để bóc luôn. Tại này không phải trong nhà á cưng, trong nhà chị làm kỹ lắm. Đây này làm ở ngoài này sẽ tươi. Đấy là đũa là hạt hét. Đây chị làm lẹ lẹ mà. Lấy dĩa lợi. Cái dĩa cho nó. Ừ, ai mà không có cây thì tiện không dám lấy ra ra. Người ta cho đó. Người yêu cho đó. Nhàng con lớn, nhàng con không. Sinh thành, ừ. Người yêu cho đó. Người yêu nữa hả? Bỏ đi lạnh á, bỏ có người yêu mới hả? Ôi, người yêu cho thì dạy con nữa đi, người yêu cho mà, đâu có làm ơn đâu. Ừ, đâu có làm ơn đâu, muốn lấy nhiêu lấy, vậy? Người yêu cho đó. Nhiều quá cùng ăn hết rồi, cũng không ăn đó. Kỹ ha. Dạ, lạc mà, lạc mà. Kêu Kim Thành lấy con kìa, Kim Thành nói còn kìa. Cái này chấm với mua ma mà, mắm ma, nước mắm me cũng ngon nữa. Này của mấy anh lại ông lạc lại khác bên kìa. Cái này của mấy anh làm nhâm nhi á. Đúng có đó nghe được rồi. Mà bà trái. Cái giá ngon ha. Màu đẹp. Tuấn à. Ờ tao lại coi con viên đi chị. Màu đẹp ha. Giá giá cái nó canh chua màu đẹp rồi. Đó mình dọn cơm nha, từ từ đấy cơm. Mọt nó ngâm lại nó đi tích mọt nó. Dọn rồi mình. Thức mà no. Ngon kìa, vừa chưa? Dài kìa. Bà nó không? Rồi, khỏi dám hát. Tao nấu cái này cho nó. Bây giờ kêu làm cái gì nữa. Coi ra Kim Thành coi ông Lục kêu làm gì. Nghĩ rồi. Rồi. Chín rồi đó hả? Rồi đó. Khổ quá. Wow. Chín rồi đó. Bỏ muối hay bỏ gì vậy? Chị đâu có bỏ muối. Trời ơi, quá ngon nè cả nhà. Cô cá rô phi ha. Chúng ta anh để bột ngọt cho anh chút cho ta nêm gọi mà. Ờ, nêm rồi. Có để bột ngọt cho anh chút cũng được. Nếu lục thịt nó bị sầm phăng. Chị Kha múc canh ha cả nhà. Canh rất là ngon ha cả nhà. Nước màu tím ha, canh chua mà nước màu tím ha cả nhà.
hấp dẫn lắm. Nhìn nó muốn đói bụng luôn. Đói bụng luôn rồi đó. Vì bữa nay chị Kha khỏi kêu đâu. Nói chuyện cái bữa nay chị Kha khỏi kêu đâu. Cái gì đó phải nhà chị đâu. Phải nhà chị, chị Kha khỏi kêu. Kìa chủ nhà kìa, cả nhà đang cười mỉm mỉm hoài kìa. Lắm. Gom nhiều quá vậy. Người yêu á, à, mừng dùng mà đãi tiệc luôn hả? Đừng có như ông Khánh được rồi. À, đây chị đãi tiệc cho chị Kha luôn á, bữa nay là cho mượn nhà luôn á cả nhà. Người yêu này, người yêu mới. Người yêu. Người yêu mới. Là bà con thương mới cho, không thương không cho đâu. Dạ, bà con thương mới cho đó. Bụp luôn đi. Bụp là sao vậy chị Kha? Rồi luôn chưa? Bây giờ trước khi Kha dùng cơm, Kha mời cả nhà ngoài trong nước và ngoài nước dùng cơm với ta luôn. Dạ. Mà và mời anh và mời cũng dùng cơm luôn. Dạ. À, dùng đấy anh. Đã sao đâu? Em gấp cá cho anh nè. À, chị Út ơi, thấy ơi. Sao về chị Kha về mối tình mới hả chị Út? Mối tình mới. Chị Kha cũng nói được, người biết làm đủ thứ hết. Trang vô anh ơi. Rồi giờ qua nhà để dùng cơm cho em luôn chị. Để cho vui nè. Có gì đâu, có cá rồi nấu canh chua gì đó. Dạ. Cho đại cho chị Kha rồi với người yêu chị Kha mới nè. À đại luôn ha. Người yêu mới quen nè. Em mới quen. Để gặp cá cho. Cảm ơn anh á. Gấp cho em nhiều nhiều chút để ít quá em ăn đủ. Đây nè là cục cá bự lắm. Trời ơi, chị Út thấy ngọt ngào không chị Út? Ngọt ngào chị ai gấp cho chị rồi. Chị muốn khóc nè. Thôi đừng có khóc chị. Đó. Mong để anh. Dạ. Đã đúng cho em ăn nè. Trời ơi, chị Út ơi. Quá trời đúng rồi. Trời ơi. Có ai đút chị đâu. Trời ơi. Ngon ha. Ngon quá. Sao không ăn? Rồi chị Út cảm giác canh chua như thế nào chị Út? Ngon quá. Nấu canh chua ai nấu vậy? Mộng Kha hay người yêu Mộng Kha? Không, Mộng Kha nấu em hậu thôi. Vậy hả? Ngon quá trời luôn. Vừa chua vừa ăn luôn vừa chua. Nè, ngon quá trời luôn. Bạn ơi dùng đi. Ngon quá. Thôi nha. Mời cả nhà ăn cơm, dạ. Ngon quá. Rồi người yêu của chị Mộng Kha đó, lần đầu tiên được dùng cơm với cùng với chị Mộng Kha đó, mình thấy cái gì tay nghề của chị Mộng Kha như thế nào? Càng ngày tay nghề càng nâng cao hơn, nấu càng ngon hơn. Dạ. Không còn như lúc trước. Lúc trước có từng ăn chưa và nói không còn lúc trước, có từng quen chưa nè? Ấy là lúc trước Kha nấu cho người khác ăn, bây giờ nấu cho anh ăn. À, vậy á ha. Cảm ơn anh Đạt em. Ôi cả nhà. Rồi lần thứ mấy mà nấu ăn canh chua trái giác vậy hả anh? Lần đầu tiên ăn luôn. Lần đầu tiên ăn luôn hả? Rồi ôi em thấy là hồi nãy đi hai trái giác á, ăn sống luôn. Ăn sống. Đừng có ăn sống mướn lắm. Được. Trái nhỏ. Trứng trái nhỏ. Hai chai chín nó dùng luôn hả? Dạ. Yeah. Ngon à? Hàng chi thấy dùng nãy giờ là quá trời luôn rồi, hình như là máy suốt Cửu Long hả? Trời sao không có gấp cho chị yêu á, anh yêu nhiều anh yêu nhiều hả? Anh cho anh yêu, anh yêu gấp thịt không gấp gấp muối trời. Em gấp gì anh cũng ăn hết á. Đó, thấy chưa? Mình chấm với cá ngon thấy ngọt ngào chưa? Ừ. Nè, chị nè. Cho dù ớt cay cũng thành ngọt đúng không? Em bới cơm cho anh. Để thêm nữa đi. Chị ơi để thêm nữa đi, để ớt thêm nữa đi. Nghe kìa anh yêu nói sao kìa. Quá trời ngon. Canh chua lần đầu tiên ăn canh chua cách cho nhát. Yeah.
đồ em nấu là anh ăn tình luôn, dùng cho no anh. Không no tối nay làm không được anh. Mới làm gì? Chưa mới về không? Chưa không cho làm gì đâu. Đi bán vé số. Đi bán vé số được anh. Tối nay ở đây với em bán vé số với em luôn em. Làm cái sáng sớm đi. Em đi bán vé số không nổi. Dạ. Đâu có gì đâu, mình đi bán vé số mà anh. Anh đạp xe chở thôi đi bán. Nửa gần gương bớt hài cũng cháy à. Mình cũng xa nhau thời gian đấy chứ ở gần hoài là không được. Ủa mình mà người đâu phải gom lấy lửa đâu anh. Người ở gần nhau thì da gần cần thịt nó nhạy cảm biết không. Mà em nói thiệt ra hồi nãy giờ em nói trên xảy gì vậy? Mình là con gái phải mình cưới hỏi đàng hoàng mới mình ngủ chung. Đúng rồi đó, ngày này mình mới làm bạn thôi. Anh cũng lợi tình cờ lợi nhà em chưa có gì trải anh nữa. Khảo ngủ chung với được đúng rồi, chung đúng rồi mình chưa cưới nhau mình không thể ngủ chung nhau đó. Được đó. Mình không ăn cơm trước kẽn được, mình phải ăn có giờ có giấc. Mà em con cái điện tử ăn chung cũng sao, ăn ngủ chung cũng sao em. Thả người ta nói mà. Mời con gái thôn quê phải có nít mà phép tắc của mình phải giữ thân giữ thể của mình chứ phải không. Còn em con gái con trai chưa ngủ chung nữa, em đi uống con trai trước rồi. Trời ơi, vậy là mất giá không làm vậy được. Mình phải làm mình có giá lên. Có giá hả? Có giá gì em? Thì người ta có giá là có tiền đó. Giá hẻ hả? Giá là nếu chơi dùng cho nó đi. Ngon quá trời rồi. Chứ lần đầu tiên ăn mà. Ăn nhiệt tình luôn mà. Em ba chén rồi đó. Chấm no à. Quá trời cao. Trời ơi ơi. Thì ăn nhiệt tình rồi. No rồi đó. Giống ăn ở trong cái tiếng. Ăn quá trời rồi. Ăn đi anh. Làm gì chừng mắc cổ nha anh. Từ từ nha. Cổ ra. Nhét hồn 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 hồn. Nãy giờ chị Út rất là buồn luôn á, thấy chị Kha và người yêu của chị Kha tình tứ ngọt ngào lắm luôn á. Bạn chị mới quen nè. Ở đây thì bà con cái chị quen lâu lắm rồi. Ngọt ngào mình muốn như người ta vậy mà không được. Dạ. Nè chị em mình người. Vậy là chị Út là muốn ganh tị với chị Kha hả chị Út? Chị em mình người. Đây là tình ngọt ngào hạnh phúc của tình bạn thôi, còn bên kia là ngọt ngào của tình yêu ha chị Út ha. Em với chị. Tình bạn nó không bằng tình yêu. Đó là sao tình bạn với tình yêu. Thương chị lắm, hai chị em thương nha. Đi đâu có hai chị em mà. Bà con con cậu có hai người này cũng đông lắm, có hai người này. Có hai người thương hả? Có gì cũng nói chuyện với nhau này cái nọ, thương nhau lắm. Lâu rồi. gần năm mấy năm rồi chưa có chị em mà chưa có mà nói này nó kia xích mích chị nhau hết trơn, thương chị lắm. Hồi đó nhà cũng gần chị á, bây giờ đi xa rồi cũng ở cũng có chồng rồi mà chồng đi thành phố rồi. Cảm ơn. Thì bây giờ cũng đã dùng xong hết rồi phải không? Chị dùng xong rồi. Đồ ăn còn nhóc luôn. Bạn trai của chị Mồng Kha đó, người yêu đó thì dùng hết mấy chén vậy chị Kha? Ba chén. Wow, chị Kha ba chén á. No hả? No quá trời. Chắc là do chắc tối nay nằm mơ rồi, bảo đảm chắc luôn. Đi về nằm mơ thấy chị. Có khi nào tối nay anh nằm mơ thấy không anh? Nếu có duyên có nợ thì nằm mơ sẽ thấy, nếu không duyên không nợ không thấy anh không thấy luôn. Dạ. Tối nay anh sẽ thấy rồi. Nhưng mà khỏi nằm mơ đâu, thấy trước mặt được rồi. Dạ, thấy trước mặt. Dạ, nằm mơ làm gì phải không? Dạ dạ. Thấy trước mặt bằng da bằng thịt nè, nằm mơ thấy, dạ. thấy có thấy gì đâu. Nằm mơ vậy chưa gì á, lấy gò gác anh chị. Có gì lấy gò gác anh nè. Trời ơi trời. Để ý nè quá trời rồi gác dò ra nè. Ngon quá trời luôn. Ê, chị Út bữa nay dùng cơm ngon miệng không? Ngon. Ngon hả? Ngon nhưng mà nó không có được ngọt ngào hả chị không Út? Không có được ngọt ngào bằng chị Mộng Kha. Có người yêu mình không có người yêu. Hai ngày có người yêu người này, hai ngày có người yêu người khác.
Điều lắm, chị Mông Kha giờ điều lắm. Chị người yêu nhiều lắm. Mà hai ngày mới mới gì bà ông Khánh giờ gặp em thôi, này nữa rồi. Thôi đừng coi nhóc, coi nhắc tôi ông Khánh nữa. Chị không có thích đâu. Ông Khánh quỷ ma lắm. Tối ngày say xỉn hơn. Chị làm đồ ăn chết, chị có biết lột bún súng rồi. Không làm gì chứ thấy lần đầu tiên thương. Trời vô đây tới nhà hết thương hết chị rồi. Mình cũng dùng cơm xong rồi, bây giờ mong rất mong anh thông cảm, thì anh mới vợ qua thì em cũng không biết nữa, qua tình cờ qua thôi, mà có gì sai sót thông cảm cho em nghe anh nha. Lần đầu tiên anh đến đây thì anh được em tiếp đãi vậy anh cũng vui lắm rồi. Anh thì không có gì đâu, đến thăm em là cũng anh thấy cũng thấy vui. Anh cũng chúc em thật nhiều sức khỏe và bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Anh cũng tạm biệt em anh về. Có gì thì anh và em sẽ gặp nhau nữa. Anh cũng chúc em nhiều sức khỏe. Và trước khi anh ra về thì em cũng chúc anh cho năm mới được mà làm ăn phát tài, dặn tình như ý, đi tới đâu cô chú thân vậy đó. Và chúc cả nhà một năm mới được dặn tình như ý, làm ăn phát tài. Vậy anh cũng xin xin phép các em và chạy em về có được sao con sẽ dạ nói từ từ anh.